Chào anh em, ngoài tôi có bộ dao bằng inox 3 chiếc, hàng nội địa Trung nhá, chữ Trung Quốc hết. Giá bán lẻ trên bao bì nó in là 298 tệ, là gần 1 triệu, hơn 1 triệu một cái bộ này. Gồm 3 chiếc như này bằng inox. Thì đây, tôi có 3 chiếc đây. Đây, một chiếc dao gọt hoa quả khá là to. Đấy, có đây đặc biệt là nó có bộ dao chặt đá đồng tiền, dao chặt một chiếc này. Hai chiếc này, còn đây dao chặt xương luôn. Bản nó dày. Tức là con này thì anh em là muốn bền lâu thì dùng dao thép, còn muốn sạch thì dùng dao inox. Đây, đây con này dao inox nhé. Đây. Đây, tôi test thử cái độ sắc của nó cho anh em xem. Đây, bây giờ tôi test thử độ sắc nha. Đây là giấy A5 bình thường này. Bây giờ tôi sẽ cắt thử cái giấy đây xem nó có sắc không. Đấy. Rất ngọt. Đấy. Rất ngọt nhé. Rất ngọt. Đây, thử cái quả dao to này. Rất ngọt. Đây, quả dao to nữa. Con này dao chặt thôi, hơi to quá. Con này thái nó không tốt, nó chỉ chặt thôi. Đây, lưỡi nó hơi cùn vì nó dày mà. Đây, con này chặt xương, cắt giấy không cắt được. Đây, cắt giấy không cắt được. Nhưng mà hai con này sắc, rất là sắc. Đấy, bằng inox nhá. Nói chung là ở tầm giá này thì đó là vô đối luôn. Đấy, anh em mà chốt thì có thể nhanh tay. Một bộ gồm 3 con. Đấy, như này. Ok.